Em kính chào các bác. Em clip này em xin phép các bác được test cho bác Lưu ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Bác yêu cầu điện thoại của bác là điện thoại cục gạch nên là bác không xem được. Em test lên trang nhà em để cho bác ngắm chiếc sản phẩm 580D có giải mã DAC bác nhé. 580D có giải mã DAC, dòng này là Made in Japan, dòng điện 100V, bác lưu ý giúp em. Số series thì em đã đọc cho bác rồi, em sẽ test âm thanh cho bác ở clip này. Và 580D hiện tại thì bên Thắng Audio đang ghép cùng với đôi JBL, đôi G500. Đôi này có chiều cao là trên 90cm và hai bát là hai bát điện các bác nhé. Hai bát là hai bát 20, một chiếc trung và một chiếc test. Ngang thì nó rơi vào tầm khoảng gần 30cm. Dòng 580D có giải mã DAC điện 100V, dòng Made in Japan. Dòng này thì bây giờ hiện tại thì em sẽ thử cho bác hai cổng. Một đường cổng là đầu tiên em sẽ thử cho bác là analog. Sau đó thì em sẽ thử cho bác đường optical các bác nhé. Ở đây thì em không có TV thì em cắm vào chiếc đầu CD, đầu tích. Đấy, đường quang ra, để lấy vào đường quang vào. Ngoài sản phẩm em phục vụ bác Lưu ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng, em vẫn còn dòng 580D để phục vụ các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì các bác cứ alo cho em theo số 098 369 8887. 580D đây. Và mỗi một chiếc âm ly 580D thì nó sẽ có một mã số series riêng. Nên là em chụp số series và em báo số series cho bác nào thì nào bác ấy vui lòng nhận đúng số series đấy cho em. 580D kia các bác nhá. 580D này. 580D. Bên em thì về được một số sản phẩm. Nên là các bác muốn chơi những cái đầu âm thanh giải mã kỹ thuật số có quang quang thì các bác alo cho em sẽ chụp chi tiết và em sẽ báo số series cho các bác. Bây giờ em sẽ thử cho bác Lưu nhá. Trước tiên là em thử đường analog cho anh này. Ba lăng một bên này. Bên thứ hai này. Anh để ở giữa này. Volume cắt tiếng này. Xin cho ta lần lần một cuộc ca. Mắt trên rượu này ta quên hết thời gian. Bây giờ em thử đường analog cho bác nhé. Bác nhìn này, digital này. Đấy, phun ra. Và bên này bác chuyển về đường optical này. Đèn nó sẽ hiển thị lên này. Giảm lại. Bây giờ là đường optical của bác nhé. Em gửi cho bác, em sẽ báo biển số xe, điện thoại của lái xe. Cảm ơn anh Lưu ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng đã chọn sản phẩm của Thắng Audio. Rất là cảm ơn các bác đã quan tâm và chọn sản phẩm của Thắng Audio. Cảm ơn các bác.